Hôm nay mình ăn ốc hấp xả nha mọi người. Ốc hấp xả chấm muối ớt siêu cay, kèm lá tía tô mọi người. Ốc bu đen nuôi thiên nhiên nha mọi người. Mà mọi người ăn cùng mình nha. Ôi, chấm một dĩa muối ớt này nó ngon nhất nách. Quá ngon. Bu đen nha mọi người. Ba mình ra giường mình thấy nó nổi quá trời. Con này nó bự. Ba ký mọi người. Thử hết, ăn ra hết xong nha mọi người. Mình bắt hôm qua mọi người, mình ngâm cho nó ra nước nhớt á, mình mới ăn. Lá tía tô này mình trồng nhà mọi người. Ngon quá. Hấp xả nó thơm lắm mọi người. Cay nồng lên. Ốc này mọi người nổi trong có đám cỏ một mình bắt nhiêu á. Mình vừa ấm con á mọi người. Trời.
chồng mình chống ghe mình ẵm con, mình thấy nổi quá mình coi mình vớt con tay mập. Có 2-3 phước thôi. Về lục bình có 2-3 phước mà nổi nhiều. Dọn rồi.